Ôi, có gì đó hay ho bên trong chiếc mũ ma thuật của tớ. Hagiwagi. Ôi, thật là đáng kinh ngạc. Hãy sẵn sàng cho những điều kinh ngạc. Bạn nghĩ rằng đó là một giải suy băng sao? Không. Bây giờ, thêm một chút nữa. Ôi, cái gì kìa? Opa, bây giờ có một quả bóng lớn trong tay rồi. Và nó lại biến thành một vòng lập ma thuật. Ôi, tuyệt vời. Hãy thêm một chút lạnh nhá. Và bây giờ tớ đang lấy quả bóng bay này và... Ui, cái gì đấy? Có vẻ như chúng ta làm bất ngờ ngày ảo thuật rồi. Nào nào, tớ vẫn còn một vài thủ thuật trong túi nữa. Có cái gì trong mũ của tớ đấy? Monica, để tớ được không? Hãy thêm một ít lửa nhá. Nhìn này. Ui, cái gì vậy? Hey, cứ chờ đấy. Ôi, nhìn bạn ấy kìa. Thôi được rồi, đến lúc phải tớ tập trung rồi. Ôi, bạn đi đâu vậy? Đây, đến đây này. Bây giờ hãy nhìn nhá. Surprise! Ôi, bên trong có gì nhỉ? Ôi, những cái hộp này thật là đáng yêu. Hãy mở ra và bạn sẽ biết thôi. Ôi, trời ơi! Ôi, đây là lúc thử thách rồi nhá. Chúng ta đang ở đâu đây? Xin chào bạn đến với thử thách nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Nào, ấn nút nào nhỉ? Có lẽ màu xanh lá cây này. Không, tớ sẽ lấy cơ hội và ấn nút đỏ. Ôi, điều gì đang chờ đợi tớ? Nào nào, nút đỏ đã được nhấn. Những quả trứng tươi đẹp đã đang bay đến với bạn Suzy. Bắt lấy nhá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không! Trời ạ, à, tớ không nhìn thấy gì cả. Ôi, thật là kinh tởm. Tất cả quần áo của tớ trong cái màu này khó chịu quá. Sao, bạn thích không? À, cứ chờ đấy. Cái này sẽ rất là đáng sợ đấy. Nhận lấy quả lửa đi. Ê, cái gì vậy? Ôi trời ơi, không, đó là lửa. À. Ôi, bạn ấy chạy cái gì vậy? Ôi, quả cầu lửa đang đuổi theo tớ cứu. Ôi, hình như tớ xong rồi. Ôi, ôi trời à, đằng sau có lỗ rồi. Ôi, bạn trông buồn cười lắm Giác. À, quên mất dập lửa rồi. Ôi, nhìn này, tuyệt quá, ngon thế. Như nào nhở? Tớ sẽ bấm nút xanh này nhá. Nào, nhấn nút rồi nhá. Ôi, điều gì xảy ra với cả Monica nhờ? Ôi, cái hộp này nặng thế. Một quả bóng sô-cô-la khổng lồ đang chờ Monica. Ừ, sẽ rất là tuyệt đấy. Monica nhận lấy này. Ôi, cái gì đây? Tớ sẽ nếm thử nó nhá. Ồ, đây là sô-cô-la ngon nhất. Ôi, tớ sẽ thêm một ít đá nhá. Ôi, tuyệt quá. Bây giờ tớ có sô-cô-la rồi. Đến lúc phải ăn rồi. Ừ, bạn ấy biến sô-cô-la của tớ thành cái gì đấy? Ôi, tớ vẫn còn một ít nữa. Ê, cái gì vẫn còn sô-cô-la nữa sao? Ê, dừng lại đi. Trời ơi, có quá nhiều, tớ không nhìn thấy gì cả. Đấy, xong rồi. Ê, mày, bạn cũng sẽ nhận được đấy. Nào, nào, nào. Ôi, chúng ta nên nhấn nút nào nhở? Tớ sẽ tập trung và suy nghĩ. Kìa, sẽ là nút vàng. Opa, có ai đó nhấn nút rồi. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Nào, thời gian cho niềm vui rồi nhá. Đây là món quà của cậu. Tôi nghĩ bạn ấy sẽ rất là vui. Ôi, nóng, đỏ và nguy hiểm. Điều gì có thể tệ hơn chứ? Lấy nào. Và ném vào. Ai, cái gì đấy? Ôi, cái này rơi từ trần nhà xuống sao? Ôi, mùi rất là tuyệt đấy. Ôi, rất vui vì cậu đã nhận được. Nhận lấy hết đi này. Ôi, tớ muốn thêm tất cả. Ôi, có vẻ như bạn đang hạnh phúc rồi. Đến lúc phải tận hưởng. Ôi, nóng quá. Ôi, tớ đang cháy. Ôi, nóng. Ôi, hình như được rồi. Ôi, tớ xong rồi. Bây giờ có thể tiếp tục.
Ôi, bây giờ sẽ nóng lắm đây. Ôi ôi, nóng quá. À, trời ơi, tớ là con rồng. Ôi, trời ơi, lửa. Trời ơi, tớ lại cháy hết rồi. Cần phải lau ngay lập tức. Đấy, thế này tốt hơn rồi đấy. Nào, tớ sẽ nhấn... Không không, tớ sẽ nhấn nút này này. Điều gì đang chờ đợi tớ? Điều gì đang chờ đợi tớ? Tớ đây, mọi thứ sẽ có ngay bây giờ. Ôi, một gói kẹo cao su khổng lồ và nặng nề. Ôi không, vẫn còn lửa kìa. À, tớ cần một cái thùng. Chúng ta phải đổ mọi thứ vào đây. Như này này. Sẵn sàng. Ôi, nặng thế. Hồ, mệt thế. Ôi, nóng thế. Ồ, tớ có một ý tưởng này. Điều này sẽ giúp tớ không bị bỏng. Đấy, một ý tưởng tuyệt vời. Thôi, thêm một ít nữa và tớ sẽ nhận được mứt cam lỏng. Tuyệt. Ồ, còn tốt hơn tớ mong đợi luôn đấy. Đến lúc cho trò đùa mới rồi. Tớ chắc chắn Monica sẽ thực sự ngạc nhiên. Ôi, ngon thế. Nào, bắt đầu thôi. Ê, trời ơi. Ôi, tớ không nhìn thấy gì cả. Ôi. Ôi, thử nhá. Ôi, ngon thế nhở. Nào nào, ai sẽ bấm nút trước? Tớ không biết phải nhấn gì. Được rồi, hãy để làm nút đỏ nhá. Ôi, cuối cùng cũng xong. Cá của tớ. Ôi, một mùi khó quên. Nào Lily, nhận lấy món ngon đi nhá. Ôi, cái gì đây? Ôi không, trời ơi, tớ dính đầy cá hôi rồi. Ôi, ngay cả găng tay tớ bốc mùi. Ôi, trời ơi, thật là kinh khủng. Tớ sắp chết ngạt ở bên đây rồi. Tớ cần phải thở. Ôi, tớ cần không khí. Ê, cái gì vậy? Điều này trái với quy tắc. Ôi, tớ chóng mắt quá. Ôi, tớ cần tỉnh lại. Ôi, thật là kinh tởm. À, tớ có ý tưởng này rồi. Hãy thêm một ít lửa vào đây nhá. Ốp. Và cá chiên đã sẵn sàng. Như này tốt hơn nhiều rồi đấy. Ôi, còn rất là ngon. Và bây giờ thêm một ít lửa nữa nhá. Nào. Trời ơi, cái gì nữa đây? Lại là lửa. Ừ, tớ là tình nhân của lửa. Ôi không, hình như tớ quá liều rồi. Tớ đốt hết cả rồi. Trời ạ, bây giờ nó biến thành than. Kinh quá, nhận lấy đi. Ôi, thật là ghê tởm. Có lẽ tớ sẽ xem bạn ấy cần gì. 1, 2, 3, 4, 5. Tớ sẽ bấm nút màu vàng. Tuyệt, cuối cùng cũng được, tuyệt. Ôi, cái gì vậy? Ôi, âm thanh kỳ lạ gì đây? Trời ạ, đó là hũ nước sốt cay khổng lồ. Tớ cần phải nghĩ ra một cái gì đó. Thời gian để nguôi lại rồi. Xuất sắc. Bây giờ tớ được bảo vệ. Cái gì đấy? Điều gì xảy ra với chiếc hộp vậy? Không sao, tớ không lừa dễ dàng như vậy đâu. Kì à. Ôi, hình như bạn không mong đợi điều này. Tớ đã nghĩ ra rất tuyệt phải không? Bạn nghĩ bạn thắng chứ gì Monica? Không đâu, tớ có một cái gì đó khác thú vị hơn nhiều. Chúng ta đốt nó đi và trốn nào. Ôi, cái gì mà lâu thế? Trời ạ. Ôi, nó không hoạt động. Ờ, được rồi. Bây giờ tớ sẽ cho bạn thấy. Ôi, cái gì đấy? Ôi không 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 không. Trời ơi đừng không. Tớ không nhìn thấy gì cả. Ôi sao, bạn thích nước sốt không? Bạn thích không? Hay,
bạn sẽ nhận được từ tớ thôi. Ôi, bà không làm được gì tớ đâu. Không làm được gì. Rất nhiều thử thách thú vị mới đang chờ đợi bạn. Hãy đăng ký kênh của chúng tớ và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ điều gì nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn.